À, xin chào các anh chị và để tiếp tục cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cái phần liên quan đến đối tượng tương tự à, Tôi muốn tách riêng nó sang một cái video, một cái bài học mới để tránh cái nhầm lẫn đối với cái đối tượng tùy chỉnh Bởi vì cái phần đối tượng tùy chỉnh như chúng ta đã được biết nó cũng rất là phức tạp rồi Thì đối tượng tương tự này nó sẽ dễ hơn rất là nhiều à, Đối tượng tương tự là thế nào? Tức là mình sẽ có một cái đối tượng gốc Nó chính là cái nguồn ở đây Cái nguồn ở đây là cái gì? đúng ạ, mình lấy cái nguồn nào thì Facebook nói rằng là chọn một đối tượng tùy chỉnh phẩy pixel theo dõi ở trên ở trang uh, trên trên chuyển đổi hoặc là trang, tức là chúng ta sẽ có cái nguồn đầu vào của cái đẹp đối tượng nó chính là đối tượng tùy chỉnh hoặc là những người đã like fanpage đấy, chúng ta chọn cái nguồn này xong thì chúng ta sẽ bắt đầu chọn quốc gia. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ chọn quy mô đối tượng tương đương với phần trăm quốc gia. Và cái tính năng tạo đối tượng tương tự này tức là chúng ta sẽ tạo ra một cái tệp khách hàng tương tự với một tệp khách hàng gốc và sau đó chúng ta chạy quảng cáo đến tệp khách hàng tương tự. Thì với một cái quan điểm rằng là tệp khách hàng tương tự sẽ được nhân giống dựa trên cái tệp khách hàng gốc và có những cái hành vi đặc điểm sở thích, thói quen giống với cái tệp khách hàng gốc nhất. Và cái tệp khách hàng gốc đấy là cái tệp khách hàng mà người ta đã xem website, đã mua hàng của bạn vân vân. Thì cái việc mà chạy cái đối tượng tương tự thì cái có khả năng chuyển đổi thành người mua tốt hơn. Bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho các anh chị xem. Thứ nhất, chẳng hạn như là tôi sẽ chọn một cái fanpage, tôi sẽ chọn một cái fanpage bất kỳ. Đúng không ạ? Xem là có bao nhiêu like cho cái fanpage như vậy. Các anh chị thấy rằng tôi cũng quản lý rất là nhiều page. Vâng thì tôi sẽ làm ví dụ cho các anh chị một cái ví dụ mẫu. Đấy, quốc gia là Việt Nam, 1% dân số. 1% dân số ở đây là về dân số là Facebook nhá. Tức là tương đương với cái số mà mà Facebook user đang có tại thị trường Việt Nam. Thì các anh chị nhìn trên màn hình của tôi ấy là 1% ở đây là có khoảng ước tính là khoảng 450.000 Facebook user và mình sẽ nhân được cái tệp này là có giá là 450.000 thành viên. Đúng không ạ? Có giá trị. Và 450.000 thành viên này nó sẽ giống nhất có thể so với cái tệp gốc là like fanpage của một cái fanpage mà tôi đang lựa chọn Vậy đặt ra vấn đề là cái fanpage mà bạn lựa chọn đấy có số like nhiều hay ít Nếu như mà nhiều thì tệp gốc nó sẽ chuẩn hơn là là cái tệp gốc mà có ít số like Có đúng không ạ? Thì cái tệp tương tự được tạo ra nó sẽ giống hơn, nó sẽ chuẩn hơn Nếu như tệp gốc của bạn chỉ là 1.000 thành viên thôi, tôi lấy thí dụ như vậy mà bây giờ bạn nhân nó thành 450.000 thành viên thì có lẽ là cái sự giống nó sẽ là kém đi, cái độ loãng, cái độ không chính xác nó sẽ cao. Thế nhưng mà fanpage của bạn là 100.000 thành viên, 200.000 thành viên mà 200.000 thành viên này đều rất là chất lượng, đúng không ạ? Cái việc đối tượng tương tự nó cũng gần giống nhất với cái đối tượng gốc và cái đối tượng gốc này lại chất lượng, đúng không ạ? Là fanpage tăng like tự nhiên đúng không ạ chạy quảng cáo tệp khách hàng chọn lọc vân 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 hoặc remarketing ở trên web đúng không ạ thế thì mình tạo ra được cái tệp đối tượng tương tự cũng rất là tốt chất lượng và mình chạy đến cái tệp tương tự này hoặc là mình chạy đến cả hai tệp gốc và tệp tương tự để gia tăng cái cơ hội bán hàng thế thì về mặt lý thuyết là đây là một cái cách để làm marketing để làm quảng cáo rất là tốt bởi vì Facebook là một cái dạng quảng cáo là dựa trên profile người dùng đúng không ạ tuổi tác giới tính khu vực hành vi sở thích tất cả mọi thứ là được chuẩn hóa và nó nhân giống như thế nó tạo cho mình những cái nhóm tệp khách hàng giống nhau thì cái cơ hội à, bán được hàng cái cơ hội chạy quảng cáo là tốt hơn tất nhiên tôi nói là về mặt lý thuyết đúng không ạ và chúng tôi cũng đã có những cái trải nghiệm thì cái tỷ lệ nó cũng tương đối là tốt còn thực tế thì các anh chị phải là à, tạo ra nó các anh chị phải chạy quảng cáo đúng không ạ mình tạo ra tệp đối tượng như thế này sau khi mình tạo ra xong thì trong cái phần đối tượng nó hiển thị ra ngay cái tệp gọi là lúc online Việt Nam một people who like một cái fanpage nào đấy. đấy chưa sẵn sàng màu đỏ một lát nữa nó sẽ sẵn sàng nó sẽ màu xanh và sau đó thì mình sang cái phần chạy quảng cáo mình chọn và mình vẫn tiếp tục trong cái phần nhắm chọn đấy mình vẫn tiếp tục bóp lại tuổi tác giới tính khu vực sở thích nhưng lúc này tuổi tác giới tính khu vực sở thích hành vi vân vân nó không phải là của Hà Nội của Hồ Chí Minh của Việt Nam nữa mà nó chính là nằm trong cái tệp 450.000 thành viên lúc online này Thế thì mình sẽ cho chọn nó lại bé bé bé, bé lại thu lại nó chỉ còn 100 200.000 thôi Ví dụ thế thì cái đối tượng có vẻ như là nó chất hơn rồi Thế thì các anh chị đã hình dung ra cái đối tượng tương tự chưa ạ? Thế thì cái đối tượng tương tự như vậy nó cũng dễ và nó cũng rất là dễ sử dụng, đúng không ạ? Mình có thể để 1%, 2%, 3%, 5% Mình mở nó ra xem là nó có tốt hơn không Mình thu hẹp nó chặt vào xem có tốt hay không Thì mình chạy mình sẽ được biết, được chưa ạ? Rồi cái bài học hôm nay của tôi cũng rất là đơn giản như vậy thôi Thì rất mong các anh chị có thể tạo ra được cái tệp gốc cho mình thật là chuẩn Sau đó mình nhân các cái tệp lúc online và mình chạy, mình đo lường, đánh giá, kiểm soát cái chiến dịch của mình Và rất có thể sẽ tạo ra được cho anh chị rất là nhiều cái cách thức và chiến lược chạy quảng cáo khác nhau à, Thế thì cho phép tôi được dừng cái bài này ở đây tiếp tục Và rất vui được chia sẻ với các anh chị trong cái phần quảng cáo liên quan đến remarketing đối tượng và pixel của Facebook chúng tôi sẽ còn gặp lại các anh chị trong những bài học tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại các anh chị